Hình như tao yêu ảnh rồi đó mày. Hả? Thằng nào lọt vào mắt quạ của mày? Đụng ai không đụng, đụng như cảnh sát làm chi vậy? Tránh lẹ lẹ đi, cho lành mày ơi. Đâu có chuyện mà cậu bắt cóc con, là cậu ở tù một công đấy chứ. Tránh xa vợ con tôi ra. Tôi mà thấy cậu lạc vãng ở gần nhà tôi, là đừng có trách tôi nghe chưa. Ngọc, dạ mẹ ơi, mấy giờ rồi mà chưa nấu cơm, muốn bỏ đói cả nhà hay sao? Mẹ, con đang bận, mẹ nấu giúp con nha. Cái gì? Mẹ, giúp cái, con. Cái gì bây giờ sao tôi nấu cơm nữa? Trời đất ơi, con cảm ơn mẹ. Cái gì kỳ cục vậy? Em có đang hiểu anh nói cái gì không? Ba ơi, đi lẹ lên đi, con đói bụng lắm rồi. Nói chút xíu mà la cái gì? Sao mặc cái váy ngắn như vậy? Em đi ăn hay là biểu diễn thời trang? Cái váy này nó dài quá đầu gối mà anh, nó đâu có ngắn đâu. Như vậy mà đối với em chưa chịu ngắn à?